Chào tất cả mọi người, chúc mọi người một ngày mới vui vẻ nhé. Thì mấy ngày nay thì mình không ra video thì mình vẫn đi hái cà nhé. Hôm nay mình vẫn hái cà nhé. Nhưng mà mình quay cái này mình không quay về mình hái cà đâu. Mình nhặt được qua này này. Qua này là qua cani gì đó. Qua cani. Nhà tiếng của mình là tên nha nhá. Qua tên nha. Qua tên nha. Đây rất là nhiều nè, cây của nó đây này. Đây này. Đó. Ở đây nhặt được ở đây thì rất là nhiều nè. Tí này mình đập cái này nha, mình ăn được ở trong nhá. Ở trong này rất là nhiều nó rụng ấy. Nó rụng cho nó khô như thế này rồi mình mới ăn được, mình đập mình ăn ở phần cái hạt của nó ở trong thôi. Đó mấy anh chị mình đang ở bên đó, đang nghỉ trưa. Thì mình có được thấy được quả cây nia thì mình quay cho mọi người luôn. Không biết mọi người đâu đó thì có ăn lần nào cái quả cây nia này chưa hề. Thế bây giờ mình qua bên kia nha. Đấy, hồi nãy thì mình đi lấy cái này này. Để đập nha. Để xem nha. À mà quân xôm đang quay giùm mình nhá. Ôi dồi, cái này hú rồi. Đây là cái mới này. Đó, nó bền như thế này nè. Đấy, đây nè. Ăn được cái này nha. Mình có thể bóc như thế này nè. Được nét chưa? Đó, mình có thể bỏ cái này nè. Phần cái màu nó hơi vàng 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 đây này. Cái này thì nếu mà mình nướng cả vỏ như thế này, mình đập ăn rất là ngon nha. Đây, đây, đây. Mời mọi người nha. Ăn quả cân nha. Mời. Ăn cái thứ này nó hơi đắng đắng, nhưng mà vẫn ngon. Cái này hơi cứng này. Cái này mình nướng rất rất là ngon nhé. Cái này thì nếu mình ăn cả như thế này, cả vàng vàng như thế này đấy, thì có thể trị được giun đấy. Giun ở trong bụng mình thì nó chết đấy. Ăn nhiều chết luôn. Còn thơm ăn không? Không. Cái này hồi xưa mình còn nhỏ thường hay đi nhặt về phơi lại ở nhà rồi nướng rồi đập ăn rất rất là ngon nha. Cái này này mình bóc phần đây này, đây này. Đó. Đấy. Đó như thế này này. Mời nhá. Mình ăn có bị giống như cái gì đậu vậy đó, đậu hồng vậy đó. Đấy rất là nhiều nhá. Nãy thì con mình đi nhặt cũng rất là nhiều. Con mình bảo đem về. Nè. Chà. À mà bây giờ cũng đã là năm mới thì chúc mọi người năm mới này tràn đầy hạnh phúc và vui vẻ nha. Con, ăn cái này con. Nè. Ăn cái này cho con chào mọi người đó, mời mọi người đó. Hello mọi người. Hello. Nè. À. Nè. Mời mọi người. Mời mọi người. Nè. Nè.
Thôi nhá bạn. Thôi nhá, bây giờ chắc mình cũng dừng clip thôi nhá. Mình đi hái cà tiếp nhá. Thì như lúc đầu video ấy, thì mình có nói là mọi người đã ăn thử quả cà nên là lần nào chưa. Đấy, bên mình thì ở đây thì bữa nay cũng ít ít rồi, cũng hiếm có cây này lắm rồi. Ở đây thì chỉ có một cây đây thôi này. Hello. Đó, thôi nhá, chắc mình gửi dừng clip thôi nhá. Cảm ơn mọi người đã xem clip của mình nhá. Nếu mọi người clip thấy clip này mình hay thì cho mình một like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá. Bye bye nhá. Bye. Hai cái luôn nè. Ăn đi. Chị ăn. Đi thôi. Vọt lửa thì